Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món mì tôm nhé, ăn với thịt bò, nấu theo kiểu canh bò hầm rất là ngon. Để làm món này ấy, thì mình sẽ mua những cái phần thịt bò, lạm bò này mình mua sẵn trong siêu thị là người ta đã thái mỏng rồi. Bây giờ mình sẽ trần mì tôm trước, sau đó mình vớt mì tôm ra, chỉ trần mì tôm qua với nước nóng thôi, rồi vớt ra để cho sợi mì nó ra ấy. Ở bên mình sẽ chuẩn bị này, hành này, cà chua này, gừng này, hành tím này và thịt bò để mình phi thơm lên để mình xào ấy với thịt bò và nêm nếm cùng với các loại gia vị ấy, để khi mà nấu lên ấy, thịt bò của chúng ta nó vừa ngấm gia vị, nó vừa ngon ấy, mẹ còn vừa mềm ấy các bạn à. Cho dầu ăn vào chảo nhá, hoặc là cái nồi dày dày đấy này, sau đó mình sẽ cho hết hành, tỏi, gừng và chúng ta phi thơm lên để cản cái mùi hôi của thịt bò mà, rồi cho thêm cả cà chua vào. Ăn thịt bò nó sẽ ngọt hơn, nó mềm hơn, nó sẽ ngon hơn. Và ăn với cả mì tôm ấy, thì nó sẽ không bị nóng trong ấy. Đấy là cách mà mình hay làm ấy, với món thịt bò hầm kiểu này. À, đấy, mình cho một quả cà chua thái nhỏ ra như vậy vào, mình sẽ xào. Và đây cái miếng thịt bò lạm bò này, mình dùng là nửa cân thịt bò nhá. Mình sẽ cho thêm này, nước tương này. Vì thịt bò nó hôi ấy, thì nên mình cho nhiều gia vị một chút. Dầu hào này, quế, hoa hồi, thảo quả mình xay nhỏ rồi, mình xào cùng. Và thêm hạt nêm nữa vào. Chúng ta sẽ xào lên và chúng ta sẽ cho thêm nước vào và chúng ta đun thịt bò trong vòng khoảng 20 phút. Vì bò này nó mình đã, người ta đã thái mỏng rồi nên nó rất là nhanh chín nhé. Nhưng mình muốn nó mềm hơn nữa và ngấm gia vị nên mình sẽ đun khoảng 20 phút tính từ lúc cho thịt bò vào xào như thế này, và thêm nước vào. Thì món thịt bò này nó sẽ rất là ngon khi đấy chúng ta chan lên cái bát mì tôm ấy, thì cái nước thịt bò nó ngấm vào mì tôm và cái phần thịt bò nó mềm, nó lại ngấm gia vị, ăn cực kỳ ngon các bạn nhé. Các bạn làm như thế này ấy, thì thịt bò nó không hề hôi nhá. Và khi mà sủi lên như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái phần bọt đi, rồi chúng ta có thể cắt cái phần hành lá mình đã chuẩn bị sẵn lên rồi. Đấy, thịt bò khi mà nó chín, nó mềm rồi như này, gia vị nó ngấm rồi thì chúng ta nêm nếm lại, cho thêm chút bột ngọt nữa vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thêm hành hoa vào luôn bát mì tôm hoặc là cắt vào cái nồi thịt bò ấy, rồi thêm vài nát ớt nữa cho nó ngon. Rồi chúng ta múc thịt bò lên như thế này thôi là mình sẽ có được một bát mì tôm với bò hầm cực kỳ ngon và hấp dẫn các bạn nhé. Ăn không hề bị ngán đâu. Và bây giờ mình sẽ cho thêm ớt và hành vào bên trên cho đẹp. Với những bạn mà ăn nhiều thịt ấy, thì làm cái món này như này. Còn các bạn có thể giảm bớt cái phần thịt và bát mì ra tùy theo khẩu vị của mỗi người. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.